Ui ơi, thơm thế nhỉ. Ui ôi. Xin chào bạn, mình là Hưng đây. Cái gì vậy? Ui anh ơi, thơm thế. Thơm chưa, đâu thơm đấy. Thơm không? Thơm, ăn không? Mẹ không ăn được. Thế bố đi cho em xin miếng. Ôi, ui thơm thế. Muốn ăn không? Có. Nhưng mà em phải giúp anh một việc. Việc gì? Chôn mẹ. Thôi, thời tiết nóng nực này chôn mẹ toàn đấy. Thế có ăn không? Cô à? Thế có chôn không? Anh chịu tội nhá. Thế có ăn không? Có. Thế có chịu tội không? Có. Thôi đi. Bố đi anh ơi. Nhưng mà chôn chứ, nhưng mà chôn nãy anh ấy bố. Trêu mẹ đã xong mới bố. Trêu mẹ xong mới bố. Thế trêu luôn đi anh lên cho nó nóng. Bây giờ nhá. Ừ. Em ra cái cây mít kìa. Nhìn thấy cây mít chưa? Ok. Làm úp xuống. Làm úp xuống. Kiểu gặp tai nạn quả sầu riêng rơi vào đầu ấy. Mai anh gọi mẹ về. Mẹ ơi, thằng Hậu nó trèo cây mít, quả sầu riêng rơi vào đầu, nó làm bất động. Bất động đấy. Ok luôn. Đi, đi ra luôn đi. Đi đi nhanh lên. Mẹ ơi, mai phải chuẩn nhá, không được chôn em đấy. Chả chuẩn. Chuẩn đấy. Nhưng mà bây giờ làm thế nào? Cứ bây giờ em làm úp xuống. Anh tạo một hiện trường kiểu như tai nạn ấy. Tai nạn thì ok đấy. Em biết, em biết cái kiểu này không? Đấy. Đấy. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tạo một cái tai nạn các bạn ạ. Trước khi ăn quả sầu riêng này nướng thì mình sẽ tạo tai nạn cho thằng em mình để chôn mẹ mình các bạn nhé. Đấy. Lâu lắm rồi mình mới mua, mình mới lại được mua quả sầu riêng to này các bạn ạ. Mày ơi, hả? Mẹ về nhìn cảnh này lại ngất thì chết ấy. À, anh nghĩ không đâu. Yên tâm. Đau không? Không đau. Đau không? Không đau gì. Quả này mà rơi đầu thật chắc chết. Rồi các bạn ơi, đấy mình sẽ tạo hiện trường này các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi gọi mẹ mình về các bạn ạ. Để xem mẹ mình phản ứng như nào các bạn nhá. Đấy. Làm đi nhá, cấm cười chưa? Ok. Đấy, cười là toang luôn đấy. Nhớ chưa? Ok ok. Rồi, mời mẹ anh gọi nhá. Ui, mẹ ơi. Về nhanh mẹ ơi. Thằng Hậu nó trèo cây mít nó ngã mẹ. Ôi ôi. Ôi mẹ ơi. Ngã cái mít á? Ngã cái mít mẹ, bất tỉnh mẹ. Ôi bất tỉnh luôn đấy. Nhanh mẹ ơi. Đây mẹ ơi. Không. Không biết được mẹ. Ôi con ơi. Hậu ơi. Hậu ơi. Ôi mẹ. Con ơi. Sao nó không bảo sống riêng gì người con? Tao mẹ. Mẹ ơi, Hậu ơi. Đi lên gọi xe cho em đi mẹ. Nhanh lên. Hậu. Hậu ơi. Hậu á? Đi đi lại. Đi đâu? Gọi xe. Chú em đi mẹ nhanh lên. Hậu. Hậu ơi. Hả? Ôi, không được gọi em mẹ. Con nó sống mà. Ôi mẹ. Hậu. Con nó sống mà. Con nó sống mà. Ôi mẹ ơi. Các bạn ơi. Mày này, hốt hồn, toang rồi. Sao? Bây giờ làm hào lấy sầu riêng mà ăn. Yên tâm. Các bạn ơi. Đấy, mẹ mình đuổi toát họa luôn các bạn ạ. Đi ăn cái nào? Ăn cái cành voi nào? Không, em sẽ nhanh lắm. Các bạn ơi. Đấy, hôm nay mình trêu mẹ nhẹ nhàng tí thôi các bạn ạ. Đấy, hốt hoảng ấy, Hậu nhỉ. Tí toang ấy. Thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lủi về mình lấy quả sầu riêng ra các bạn ạ. Quả sầu riêng thì em thích ăn kiểu gì? Nướng thì em thấy bảo nướng ngon lắm. Ờ, nướng nhá. Nướng. Đấy, hôm nay mình sẽ nướng sầu riêng các bạn ạ. Đấy, nướng sầu riêng để ăn thử xem nó ngon không các bạn nhá. Đấy, thì lần đầu tiên bọn mình ăn sầu riêng nướng không biết như thế nào. Nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ nướng thử các bạn nhá. Đấy, em cho anh đây. Ok. Đấy, anh lủi về anh lấy quả sầu riêng nhá. Ok. Cẩn thận nhá. Chào thương đây. Chào thương. Kéo nhá. Đấy. Hậu lưới Hậu ơi. Lưới nhá. Lưới. Chứ cứ đặt lên đây à? Cứ đặt lên đây lưới thôi. Nóng 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 ạ. Đấy, các bạn ơi. À. Các bạn nha. Đấy, nướng chín thì thơm không? Hậu ăn sầu riêng nướng bao giờ chưa? Chưa. Đấy. Chỉ ăn sầu riêng cứ thế ăn thôi, chưa vào nướng bao giờ. À thế gì? Các bạn ạ. Hôm nay là đầu tiên trong cuộc đời mình ăn sầu riêng nướng các bạn nhá. Liệu nó có cháy không anh nhỉ? Không biết được. Chưa biết mùi vị của nó thế nào đây. Đúng rồi. Hậu lật cay á, lật cay á. Nhưng mà thơm thơm ấy anh. Thơm ấy. Thơm. Đấy. Thơm nước mũi luôn. Là đầu tiên là ăn sầu riêng nướng. Không biết có ngon không Hậu nhỉ? Chắc ngon này nhỉ? Em thấy trên mạng người ta ăn thấy rất dại. Ừ.
Đấy các bạn ạ, đây mình đang nướng các bạn nhá. Hậu lật vỏ đi. Nóng không? Ai à? Đã nóng rồi đấy. Nóng rồi đấy nhỉ. Đen chị, đen hết đầu gai này. Ừ đấy, nhìn này, đấy. Đen hết luôn này, Hậu nhỉ. Ui. Đấy, các bạn nhìn này. Còn. Không cần phải cho cháy đâu. Đừng cho cháy lửa. Lửa nó đen hết. Mình nướng kiểu như là âm ỉ thôi. Đấy. Được của nó đấy nhỉ, Hậu nhỉ. Được ấy. Quả này Hậu biết anh mua bao tiền không? Bao tiền? 400.000 đấy. 400.000. Quả này hơn 2 cân. Nhưng mà chưa đắt bằng 2 quả 5 triệu anh em mình được nhỉ. Đúng rồi. Chưa đắt bằng 2 quả 5 triệu ăn cũng ngon nhỉ. Hậu ngon. Thế luôn. Ui, đây lướt đây ạ. Lướt đây. Lướt sao nhỉ? Dán hết vỏ này. Dán hết vỏ luôn các bạn ạ. Ui. Hay đấy các bạn Hậu. Ngon đấy. Mở ạ. Nó thơm hơn cả loại lúc mà bổ ra rồi nhỉ. Ờ. Nướng công nhận sầu riêng nướng thơm các bạn ạ. Đấy. Nói chung là sầu riêng nướng nó sẽ thơm hơn là lúc sầu riêng để bình thường các bạn nhá. Đấy các bạn nhỉ. Wow. Đó, đây. Đấy. Trông hay nhỉ Hậu nhỉ? Quá ngon này. Quá ngon luôn. Thế mày ơi, tí có mời mẫu Hậu không? Có chứ, phải mời chứ. Không lại ăn mấy cái can chổi. Không toàn, không được vẻ. Đấy, đấy các bạn ạ. Còn mình nướng xong, bọn mình sẽ mời mẹ mình thưởng thức sầu riêng nướng các bạn nhé. Đấy, lần đầu tiên trong cuộc đời mình ăn sầu riêng nướng các bạn ạ. Mẹ chưa ăn sầu riêng nướng bao giờ đâu. Đấy, cho bạn trông nó hay lắm các bạn. Ui anh ơi. Sao em? Em thấy như nó chín hay sao, đen xì rồi đây. Đâu? Đây. Ôi, có phải làm chín đấy các bạn ạ? Anh thôi nhá. Không mẹ như con gà úp xoong vừa rồi anh em mình làm lại mất ăn đấy. Mất ăn đấy, mất ăn. Ừ, lật đầu cái lên xong nó chín rồi. Đâu? Ôi, thôi chết. Đen xì rồi. Đen xì. Nước rồi nhá. Đấy các bạn ơi, chín rồi các bạn nhá. Ui ơi anh em, thơm lắm. Thơm lắm đấy Hậu. Bồ. Các bạn ơi, đấy, chín rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn ngon không? Bây giờ mình sẽ bổ ra các bạn nhá. Sau đó là Hậu về gọi mẹ ra đây thưởng thức được chưa? Ok. Đấy, bổ nào em nhỉ? Em không biết bổ cơ. Bổ ngang này. Ừ, ai bổ thế? Bổ là có mũi. Bổ dọc đúng rồi chuẩn đấy. Ok, bổ dọc nhá. Rồi bây giờ mình cũng không biết chuyên nghiệp đâu các bạn ạ. Mình bổ sầu riêng là không chuyên nghiệp đâu nhưng mà mình cứ bổ các bạn nhá. Đấy. Bổ dọc các bạn ạ. Nếu mà muốn chuyên nghiệp cứ phải mua 10 quả sầu riêng về. Đúng rồi. Ai ra tay tay nhá. Tay. Thôi nhá. Ui chín này. Các bạn này. Nó còn chín luôn này. Đấy. Ê. Thôi ơi. Đâu rồi. Đây. Trời ơi. Ê. Em nhìn thấy muối rồi đấy. Thấy chưa? Ui thơm vãi ạ. Ê, chưa được. Chưa được à? Đúng rồi, tắt đấy ra. Bổ sầu riêng mà thấy vất vả quá các bạn. Vất vả đấy. Không dễ như bổ mít anh nhỉ. Ừ, dễ bổ mít ngon. Rồi, Hậu ơi. Hậu anh bay nhỉ. Khéo mùn than ở đây vậy. Ui ôi. Khéo lát anh. Lát rồi. Lát rồi. Ui thôi. Không thành là mình nướng là nó bổ ra nó cũng mềm ấy. Đấy. Không thành rồi các bạn ạ. Ui. Ai mà không thành nhanh. Được của nó đấy Hậu ạ. Được của nó đấy. Đấy. Ai da. Mình biết bổ rồi. Đấy. Các bạn ơi, bây giờ mình lại chơi kiểu như này. Đây là đấy. Những người ăn sầu riêng, bổ sầu riêng không chuyên nghiệp các bạn. Đấy các bạn ơi. Hậu giữ nhá. Ok. Ai à. Ai da. Có lò đấy Hậu ạ. Được anh ạ. Yeah. Thơm phức luôn Hậu ạ. Thôi rồi em về gọi mẹ nhá. Bây giờ nhá, từ á. Bây giờ nhá. Em về gọi mẹ khéo rồi chưa? Ok. Đấy bảo mẹ ơi. Đi ra ăn sầu riêng luống. Đấy Hậu ạ. Đi về gọi đi. Ok đi luôn nhá. Chạy đi mẹ ơi. Thế là ngoài hùng ăn hết đấy. Ừ, ngọt lắm mẹ ạ. Nghỉ cuộc đời chưa bao giờ qua được ăn sầu riêng lướng rồi mẹ ạ. Đói. Lướng sầu riêng. Thế đọc mà lạ. Mẹ ngồi xuống mẹ ơi. Thế hôm nay con chơi mẹ ạ. Bắt đầu. Thế mới vui mẹ ạ. Mẹ ơi. Hả? Mẹ ăn sầu riêng lướng bao giờ chưa? Chưa. Đấy. Thơm thế. Hôm nay mẹ ạ. Ừ. Thưởng thức cái món đặc biệt chính con sáng tác à mẹ. À. Sầu riêng lướng ấy. Mẹ ạ. Thì thơm hết. Thơm lắm. Ui. Mùa. Bây giờ con bóc mẹ nha. Bây giờ con bóc mẹ nha. Thơm hơn sầu riêng. Sầu riêng nướng nó hơi bị ấy mẹ. Ừ. Nó hơi bị mềm. Mềm à? Nên nó bỏng hẳn rồi rồi. Nướng à? Nướng than à? Ấy. Ui giời. Đấy. Ừ, thơm thế. Khéo mẹ. Khéo. Ui ngon đấy. Ngon không mẹ? Còn. Ý mẹ xé tàu ra chuối ở chỗ này. À, xé tàu ra chuối mẹ cầm. Đây. Mẹ đây mẹ ơi. Đúng rồi. Ui. Con ăn đi. Ô, Hậu ăn sau nhá. Ok. Hậu ăn sau. Ngại rất dãi rồi. Đấy các bạn ạ. Hậu nhìn này.
quả đấy. Con mời mẹ. Thôi. Mời tất cả các bạn thưởng thức sầu riêng nướng với mình nhá. Mà mời tất cả các cháu ăn sầu riêng nướng với bà nhá. Con đấy. Trai hôm nay trêu bà lại nướng sầu riêng. Ngon đấy các bạn ạ. Đấy. Ngon. Lúc mẹ về nhìn thấy Hậu sốt ruột không? Sốt ruột. Sốt ruột chứ. Không vang đầu. Đấy các bạn nhìn này. Nhìn này. Đấy. Đấy bà mời các cháu nhá, con ăn đi. Ngon lắm nhỉ. Hậu ơi. Hả? Nó long nó quện ngon. Ngất trời mây. Ngất trời mây. Vừa nhanh lên. Ăn phát anh tưởng là đỉnh ngọn tre luôn đâu. Ui là mẹ. Mẹ cắn miếng to thế. Ngon này nhỉ. Mẹ thấy không? Đỉnh người. Sầu riêng nướng ngon lắm các bạn ạ. Mềm nhũn luôn. Ai bảo con mà con nướng ngon thế. Mẹ ơi. Hả? Tuyệt vời không? Mùi nó thêm cái vị nướng nữa các bạn ạ. Ăn nó quện vào. Ui ui. Trời ơi. Dạ. Ui. Con mua quả này nhiều tiền không? Sao mẹ? Ngon lắm. Nhiều tiền. Ngon. Quả này là bên mít nhà mình đấy. Bên mít này có quả sầu riêng. Con làm mẹ hết hồn hôm nay mẹ. Mít đột biến. Của nó các bạn nhỉ. Cậu thèm không? Thèm. Bây giờ anh cho em một muối nhá. Ok. Đấy. Này Hậu ơi. Được xin. Ăn đi Hậu. Con mời mẹ nhá. Mời anh. Mời tất cả các bạn nhá. Ăn đi. Ui ngọt quá rồi ạ. Mẹ ăn hết chưa? Ngon. Ui. Các bạn ơi. Chỗ này hai múi luôn này. Hai múi luôn Hậu. Hai múi luôn. Rồi. Tiếp. Nhưng sầu riêng nướng ăn ngon này ạ. Sầu riêng nó ngon nhỉ. Ngon thật đấy. Ui. Cái hạt này mùi lép luôn các bạn ạ. Mà quả cái nào mà lắm hột thế con. Lắm mùi thế. Ngọt lắm mẹ ơi. Ăn đi. Các bạn cứ mua thử một quả sầu riêng về rồi nướng ăn các bạn nhé. Đảm bảo phê quên phê. Chết luôn. Ngon. Đấy các bạn này mùi lép này. Đây là em gái mình mua cho mình các bạn. Đấy. Ngon đấy. Em gái mình nó lười làm hay ăn nó có khác các bạn ạ. Nó biết chọn sầu riêng thật đấy. Mình nướng ra mình ra phần em gái mình bạn nè. Đây, ăn tiếp. Thôi mẹ để dành. Không, con quả ăn đi. Quả bự ăn sao hết. Ôi, mùi to thế. Khổng lồ luôn đấy mẹ. Đúng hiểu mẹ. Sao còn để phần chị em nữa. Yên tâm. Vẫn còn Hậu nữa Hậu ơi. Há mồm với Hậu ơi. Ây, các bạn ạ, Hậu há mồm quá lắm các bạn ạ. Phê lắm anh em ạ. Ngon. Đấy. Mời các bạn nha. Ngon lắm các cháu ạ. Tuyệt vời. Ngon mẹ nhờ. Có khả năng bây giờ. Thôi để là phần em. Thế tí không được cầm chổi đánh bọn con đấy nha. Đấy các bạn ạ. Đuổi các bạn nhá. Nó đuổi anh em mình nhanh nhỉ. Nhanh thật đấy. Tí không chạy nhanh là toang ấy. Đấy. Ngon thật các bạn ạ. Mẹ không ăn nữa. Ăn đi, em ăn cả. Không ơi, phải chia ra chứ. Từ em là được cả. Đấy. Mỗi nhà miếng. Ui. Nhưng mà anh ạ, là thế. Kinh nghiệm là sầu riêng nướng ăn nó hơi lát nhỉ. Hơi lát ạ. Múi nó kiểu như nó mềm hơn đấy các bạn. Mềm hơn không ạ? Đây em mình mời các bạn nhá. Ngon nhỉ. Đấy anh ạ. Sầu riêng ăn một miếng mà to thế mới dã. Tuyệt vời luôn các bạn. Hậu ăn đấy à. Ngon lắm rồi ạ. Ngon đúng không? Đấy. Thì có khả năng là clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhá. Đấy, sầu riêng nướng thì ăn nó hơi lát nhưng mà nó thơm các bạn ạ. Ngon. Nói chung là nó ngon lắm ấy. Đấy, các bạn cứ một lần thử đi cho biết. Anh ạ. Thì bây giờ mình xin chào các bạn mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye. Bye.